Xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Trong video ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn cho các bác cách tắt mở biến tần đúng theo cái nguyên tắc khi các bác sử dụng. Tuy là cái video có thể rất là ngắn, nhưng nó lại có giá trị rất là lớn khi các bác mua và sử dụng năng lượng mặt trời. Thì đôi khi những cái thao tác, những cái quy trình tắt mở thì nó sẽ giúp cho các bác sử dụng nó an toàn cũng như là bảo vệ được cái thiết bị, tránh những cái hỏng hóc đáng tiếc xảy ra. Đấy. Cái điều đầu tiên em muốn nói đến đó chính là tất cả các cổng đầu vào của chiếc biến tần này nhé. Ví dụ cổng AC, input, AC, output, bình ắc quy và cổng năng lượng mặt trời. Thì tất cả các bác sẽ phải qua CB. Đấy. Ví dụ như các bác đầu vào của AC các bác sẽ phải dùng CB của AC, đầu ra của biến tần để sử dụng các thiết bị các bác sẽ phải sử dụng CB của AC và phần PV năng lượng mặt trời các bác phải sử dụng CB của năng lượng mặt trời và cái cổng ắc quy này đấy là chính là cái áp này. Áp này thì nó là 125A, là một trong những cái áp tiêu chuẩn rất quan trọng các bác nhé. Rất quan trọng. Sau khi các bác kết nối với cả biến tần xong thì các bác sẽ phải quan sát cho em cái nút tắt mở. Đó. Nút tắt này các bác sẽ phải tắt đi nhá. Đấy, khi các bác kết nối xong, xong xuôi tất cả như này thì các bác chú ý giúp em cái cổng đó, cái cổng tắt mở kìa. Đấy. Thì bây giờ các bác sẽ quy trình bật như sau. Đầu tiên, đối với cái hệ có lưu trữ, ví dụ như cái hệ này là hệ có lưu trữ thì các bác sẽ phải bật bình ắc quy lên trước, bật cái công tắc của bình cái CB của ắc quy lên trước. Đấy. Sau khi các bác bật ắc quy lên xong thì các bác sẽ tiến hành bật cho em nút nguồn. Đấy. Ở đây không phải là chỉ riêng chiếc biến tần này mà tất cả các biến tần khác các bác đều phải thực hiện như vậy. Đấy, để cho một lúc biến tần nó khởi động đi với một số mẫu biến tần ví dụ như diode hoặc là lắc power hoặc một số dòng cao cấp khác nó sẽ khởi động lâu hơn. Đấy, các bác sẽ phải chờ đợi. Sau khi nó sẽ có sơ đồ kết nối như này xong thì các bác sẽ tiến hành là bật cái nguồn PV, nguồn năng lượng mặt trời vào nhé. Đấy. Sau khi các bác bật nguồn năng lượng mặt trời vào xong, các bác cũng kệ nó một lúc, đợi một lúc để nó quy trình nó nhảy dưa le, để nó khởi động, kệ nó, đợi một lúc. Đấy, sau đó các bác sẽ tiến hành là bật cái phần AC input, các bác nhé, AC input này, đấy, có là phần nối lưới. Một số trường hợp các bác không sử dụng nối lưới, các bác bỏ qua phần này. Đấy. Sau cuối cùng là các bác sẽ bật cái nguồn đầu ra ACA. Đấy. Thì khi các bác bật nguồn đầu ra ACA xong, các bác mới cắm tải thiết các phụ tải gia đình mà vào cái nguồn đó. Đấy. Để sử dụng. Đấy. Chứ không được để ví dụ các bác đang để sẵn một cái máy bơm hoặc cái nóng lạnh chẳng hạn. Đấy. Mà các bác đang bật sẵn rồi. Đấy. Cái đấy là các bác không nên nhá. Không được nên như vậy. Đấy. Mà các bác sẽ phải kết nối xong xuôi tất xong các bác mới bật cái nút đầu ra của thằng ACL này. Đấy. Để sử dụng các thiết bị. Đấy. Quy trình là đầu tiên là quy trình kết nối khi sử dụng là như vậy. Rồi còn quy trình mà khi mà các bác thao tác tắt hoặc là tháo giữ biến tần thì các bác sẽ tháo cái nào trước. Đấy. Và tháo cái nào sau thì đầu tiên các bác sẽ phải tắt năng lượng mặt trời trước các bác nhé. Đấy. Đầu tiên là các bác sẽ phải tắt năng lượng mặt trời trước, cái CB của thằng năng lượng mặt trời đấy. Đấy. Sau đó đến cái CB của thằng 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 AC input nhé. Đấy. AC input. Đấy. Sau khi tắt thằng AC input xong thì các bác sẽ tiến hành là tắt cái
Đó là quá trình mà các bác khởi động và sử dụng biến tần. Thì trong quá trình các bác tháo giữ biến tần hoặc là các bác tắt biến tần đi thì các bác sẽ làm như thế nào? Các quy trình nó như sau. Thứ nhất là các bác quan sát cho em tải, nếu như đang sử dụng các bác tắt đi. Đấy, các bác sẽ tắt đi. Đấy, sau khi tắt tải xong thì các bác sẽ tiến hành tắt cái nguồn AC input, xin lỗi. Đó là quá trình vậy khi thao tác tắt biến tần hoặc tháo giữ biến tần ra, các bác muốn chuyển đi một nơi khác, em ví dụ thế, để các bác sử dụng thì các bác sẽ làm như thế nào? Đầu tiên các bác sẽ phải tắt cho em cái các thiết bị đang sử dụng. Đấy, có nghĩa là cắt cái nguồn AC output này, ngắt hết tải đi. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái nguyên tắc thứ hai là các bác sẽ phải cắt cái thằng PV. Đấy, thứ hai là phải cắt thằng PV. Đấy, ngắt cái thằng PV xong. Đấy, sau đó các bác sẽ ngắt cho em đến điện AC input các bác nha. Đấy, với một số trường hợp các bác vẫn để PV này đấy, mà các bác vẫn để cái thằng AC này, ôi giời, nhiều khi các bác cắt một phát nha, mà các bác mà không sử dụng CB ấy, cái nguồn điện nó có thể kéo dài cho tầng này luôn cho các bác, nên là các bác sẽ rất là nguy hiểm cho các bác này, nên là các bác sẽ phải cắt cái thằng PV này trước, sau đó cắt cái thằng AC input đấy. Cái trường hợp em vừa nói xong là rất nhiều trường hợp đã xảy ra nhá, chứ không phải là em nói đây để về trên lý thuyết mà thực tế luôn đấy. Tiếp theo là cái cắt cái thằng AC input đấy, sau khi cắt AC input xong thì các bác sẽ tiến hành tắt cái nút nguồn đấy, các bác sẽ tắt cho em cái nút nguồn, sau khi tắt cái nút nguồn nó tắt hẳn máy đi đấy, sau đó các bác sẽ tiến hành là cắt cái nguồn DC của thằng AQ đấy, cơ bản là gần như lắp cái nào bật cái nào trước thì cái đấy sau, nhưng mà có một cái lưu ý khi các bác tháo ra là các bác sẽ phải cắt thằng PV trước cái thằng AC input này các bác nhé. Đấy, nhớ cho em như vậy thì thông qua cái video này cũng giúp cho anh em một cái phần rất nhỏ và có cái điều gì đó hy vọng là nó rất rất bổ ích cho anh em. Thì anh em sẽ sử dụng biến tần hoặc là cái hệ thống năng lượng mặt trời nhà các bác nó sẽ an toàn. Đấy, khi các bác an toàn thì tất cả anh em cũng cảm thấy nó có gì đó rất là vui, và đặc biệt là em cũng luôn mong các bác sử dụng tốt, bền và an toàn. Đấy, các bác mà cần tư vấn về năng lượng mặt trời hoặc mua hàng thì các bác sẽ liên hệ với em, và đặc biệt là các bác mua trong tháng 12 này thì bên em sẽ tặng các bác một cái bộ CB chống sét lan truyền. Đấy, bộ CB chống sét lan truyền trị giá 320.000 khi các bác mua biến tần năng lượng mặt trời bên em. Đấy, các bác mua hàng thì nhắn tin Zalo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.